Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với những diễn biến cuối cùng của Season 2 của bộ phim Bộc Hóa Nhân Tượng. Tập 13, tưởng chừng đâu lần này Joker sẽ có một trận đấu căng thẳng với người có hỏa lực khủng khiếp ở đội 1 là Leonard Burn. Cả hai cũng đã chuẩn bị các tư thế để chiến đấu. Ông ta bảo với Joker là tới đi nhóc, đột nhiên lòi ra thêm cha nội Simon cũng đòi đánh nữa. À khoan, thôi không đánh nhau đâu, nhìn cái cặp mắt Carol đó là thấy sợ rồi. Leonard quay xe nói rằng sẽ đưa họ manh mối về đền Thánh Sô. Trước đó khi mà ông còn là người liên lạc cho người đại diện và người ẩn danh ở đền Thánh Sô, Joker đã có thời gian được Leonard Burn chăm sóc. Cho đến khi cả hai người họ dính liên kết Adola trong một trận chiến với hỏa nhân ở Amaterasu, tiếng thét của hỏa nhân khiến cho hai người họ bắt đầu liên kết với ngọn lửa Adola. Trong không gian của thế giới địa ngục, họ đã thấy được người truyền giáo. Việc cả hai bị kéo đến một không gian hoàn toàn khác là có thật. Năm hai đã nắm hòn đá từ thế giới ấy trở về. Cho đến hiện tại thì hòn đá vẫn tiếp tục cháy không ngừng nghỉ dù cho không có không khí. Leonard đưa cho họ sổ tay của vợ Violet đệ nhất, người sáng lập ra đền Thánh Sô. Cũng như Joker, từ ngày hai người họ có liên kết, ông đã bí mật điều tra về đền Thánh Sô, lòng hoài nghi về sự thật trong thế giới đang sống. Leonard dùng vị thế là đội trưởng một điều tra tất cả mọi thứ về đền Thánh Sô, nhưng chỉ tìm được cuốn sổ tay này. Trong nhật ký, vợ của Violet viết rất rõ ràng về việc đoàn lữ hành của ông ấy đã biến mất, chỉ riêng Violet đã trở về an toàn. Nhưng kể từ khi trở lại, ông ấy cư xử như một người khác hoàn toàn. Tuy ngoại hình không thay đổi nhưng mà tất cả tính tình thói quen đã trở thành một người khác hoàn toàn. Sự nghi ngờ về một dị nhân giả dạng thành Varys sáng lập ra Thánh Sôn được khơi mào. Ngay lúc này đây, Inska cũng rất ngạc nhiên khi biết được Zona chính là người giả dạng Varys trong kinh thánh. Đền Thánh Sô chính là tôn giáo được người truyền giáo ra lệnh cho Zona tạo ra để thao túng con người và dẫn dắt họ đến với Adola. Joker cùng Simon bắt đầu chuyển mục tiêu điều tra của mình sang tập đoàn Hajima. Leonard với địa vị phục vụ cho đội cứu hỏa dưới trướng Hajima nên là ông sẽ không tham gia. Tại trụ sở chính tập đoàn Hajima có một cuộc điều tra bí mật về cậu bé Nataku Son sống sót sau vụ thả bọ hỏa của Fredka được bắt đầu. Đội trưởng Obi cho biết rằng Hajima là một tập đoàn lớn nhất đế chế Tokyo, đóng vai trò quan trọng trong tất cả các ngành nghề. 70% dân số đang làm việc tại Hajima, ngay cả biệt đội cứu hỏa cũng là tổ chức của tập đoàn này. Victor được chủ tập tập đoàn Hajima gọi đến, ông Rureo Hajima đề cử cậu đi làm gián điệp để điều tra đội 8 trước đó. Lần này, ông ra lệnh cho cậu phải mang Shinra đến phòng thí nghiệm. Khi Victor ra khỏi phòng, ông ra lệnh khi cậu đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo sẽ bị trừ khử ngay lập tức. Tập 14, Lisa hiện tại đang dần ổn định sau khi chịu nhiều giày vò từ phía Hajima. Shinra cũng từng có một thời gian ở phòng thí nghiệm Hajima vào 12 năm trước khi cậu bộc lộ sức mạnh của mình sau trận hỏa hoạn. Ở nơi đó, các nhân viên đều xem những đứa trẻ là vật thí nghiệm, và lũ trẻ không hề nhận được một chút hơi ấm nào cả. Đột nhiên, Victor quay trở về đề nghị đội 8 sẽ tham dự một buổi họp khẩn cấp ngay lập tức. Trong cuộc họp, Victor đã nói sự thật về việc cậu ta đang làm gián điệp, nhưng tất cả mọi người không mấy ngạc nhiên vì có lẽ họ đã biết từ trước đó. Lúc này, Victor nói về trường hợp của Shinra. Do tiến bộ khoa học bấy giờ chưa phát triển nên là Hajima đã không thể xác định Adola là gì nên đã vụt mất cậu. Từ đó, các cơ sở đã trở nên gắt gao hơn. Các thí nghiệm liên tục khiến những đứa trẻ không thể phục hồi. Hiện tại một cuộc triệu tập Shinra quay lại thí nghiệm được chủ tịch ban ra. Victor cho rằng đội 8 cần đưa cậu ấy vào trong để biết rõ hơn về phòng phát triển kỹ năng. Do tình thế rất nguy hiểm với Shinra nên là đội trưởng Obi đã ra lệnh toàn đội 8 sẽ tham gia điều tra tại Hajima. Ngay lúc này đây, tại phòng thí nghiệm Hajima, một cuộc thí nghiệm đánh giá năng lực được diễn ra. Anh chàng mắt rắn này là Kurono, một nhân vật cực điên rồ. Hỏa lực của anh ta có thể được đánh giá ngang bằng hỏa lực với đội trưởng đội 7. Kurono dù có năng lực rất mạnh nhưng anh vẫn xin ở lại phòng thí nghiệm để bắt nạt bọn trẻ. Việc ức hiếp kẻ yếu hơn khiến anh ấy cảm thấy hạnh phúc. Lần này Nataku sẽ đấu với anh ta. Cậu bé đã thích hợp trong lần được Fredka thả bò lửa và được đưa về làm thí nghiệm. Đây là lần thứ 3 thí nghiệm trên người cậu bé. Nataku ngây thơ hỏi Kurono rằng khi nào cậu bé được về nhà. Anh ta chỉ vào ký hiệu thần chết và nói khi nào cậu bé chết thì mới được trở về. Điều này khiến cậu khóc òa lên. Nataku lao đến với hình ảnh của Fredka khi ấy, nhưng hiện tại cậu bé chưa thể kích hoạt ngọn lửa được. Lần tiếp theo cậu đã giải phóng thành công sức mạnh của mình. Cánh tay cậu tạo ra bộ vuốt lửa và miệng không ngừng lé. Kurono tấn công cậu bé thẳng tay không thương tiếc. Anh ta dù tay phải đã bị carbon hóa do chứng tự thiêu nhưng có thể nói kỹ năng thực chiến của anh ta rất ấn tượng. Cuối cùng cậu bé đã kiệt sức và ngất đi. Buổi thí nghiệm mang rợ đã kết thúc. Trên đường đi đến Hajima, Shinra cũng nhớ đến Kurono lúc trước. Khi đó anh ta được đưa đến Hajima để chữa trị chứng tự thiêu. Ánh mắt anh ta nhìn cậu như một con mồi khiến cậu ấn tượng. Khi đến nơi, các bảo vệ dẫn dắt hai người họ vào trong. Victor cùng Shinra cảm nhận được không khí căng thẳng từ các bảo vệ. Shinra yêu cầu được thăm cậu bé Nataku, nhưng mà nhân viên của phòng thí nghiệm đã nói dối rằng cậu bé đó không có ở cơ sở này. Sau đó Shinra đã cảm nhận được liên kết Adola từ Nataku. Trong liên kết, cậu bé không ngừng khóc nói muốn về nhà. Một lúc sau, Shinra được tham gia vào phòng thí nghiệm. Kurono sẽ thi đấu một trận với cậu. Đây cũng là điều mà anh ta thèm thuồng khi gặp cậu lúc nhỏ.
Sau đó anh ta dùng hũ thi thuật tạo ra một làn khói đen tấn công lướt qua người cậu. Serra nhận ra rằng cú đấm không hề trúng cậu nhưng mà máu đã rơi ra từ sau đòn tấn công ấy. Serra dùng tốc độ tấn công siêu tốc của cậu lao đến ra đòn nhưng mà tất cả nước đi tấn công đều bị hắn dễ dàng phá giải. Kuruno nói rằng đám khói đen này được liên kết với các giác quan trong người của anh ta, vì vậy cách anh ấy ứng phó với đòn tấn công của Serra khá dễ dàng. Kuruno sử dụng thuật ẩn khiến các làn khói đen đặt lại. Những vũ khí được tạo ra từ làn khói gây sát thương trực tiếp lên người của Shinra. Các nhân viên lúc này đã yêu cầu ngừng luyện tập nhưng với một con mồi như Shinra khiến cho Kuruno càng thêm hăng máu. Tập 15. Tại phòng thí nghiệm nghiên cứu đặc biệt, Natoku đã thức tỉnh ngọn lửa Adola trong người cậu bé sau khi liên kết với Shinra. Victor nhận thấy sự xuất hiện của trụ cột thứ 6 đã báo ngay với đội trưởng Obi vào tiếp viện. Sau khi nhận thông tin, hộp diêm của đội 8 đã dũng mãnh lao thẳng vào Hajima. Victor nhớ đến lời nói của Shinra, cho dù anh có là gián điệp nhưng đội 8 sẽ luôn bảo vệ bạn bè của mình, nên anh đã bất chấp lệnh của nhân viên mở cửa khẩn cấp, tấn công thẳng vào nhân viên thí nghiệm. Shinra cũng nhanh chóng lao ra phá giải vòng vây. Khi biết được thông tin về Natoku, hai người họ quyết tâm bảo vệ cậu bé. Kuruno càng phấn khích khi mà nghe có sự đột nhập từ đội cứu hỏa. Hộp diêm của đội 8 đang trên đường chạy vào khu nghiên cứu thì một con búp bê máy bé tí hất văng cả chiếc xe của họ. Lần theo sợi dây điều khiển, chúng được kết nối với một cô gái trông trẻ ở đây. Người máy có tên là Domino được Hajima tạo ra với sức mạnh kinh khủng. Đội trưởng Obi đã chia đội ra để Maki và Vulcan ứng phó với cô ta. Phía bên này, Shinra cũng đã lần đến được phòng nghiên cứu đặc biệt. Kuruno đã có mặt trước đó và khống chế Natoku. Maki dùng tay đấm bay được Vulcan chế tạo để lao đến tấn công nhưng đã bị bắn ra xa. Thử tấn công lần nữa, cô gái ấy đã sử dụng pháo rắm từ tên người máy tấn công vào tay đấm bay. Maki ra lệnh tấn công nhưng sức mạnh to lớn của Dominion đã phất văng chúng ra. Vulcan đã gợi ý cho cô bạn hãy tấn công hết toàn bộ năng lực trong lần này. Đôi găng tay Tekio đã chuyển sang chế độ hiện trường lửa nạp siêu hỏa lực. Sau khi khóa mục tiêu, cả hai sẽ tung hết năng lượng lao đến tấn công một lực cực mạnh. Cô gái lạ mặt đã có dữ liệu của thiết bị mà Vulcan chế tạo ra, các thông số có thể nói là thua xa người máy của Hajima. Sức mạnh tạo ra chỉ ở mức 90-100 mã lực. Cô ra lệnh cho người máy của mình đáp trả bằng pháo rắm tàn bạo chết chóc, tạo ra một hỏa lực cực mạnh có thể giết chết cả hai người của đội 8 sau khi phá hủy đôi găng tay. Nhưng bất ngờ ập đến, sức công phá của Tekio đã lên đến 150 mã lực, thành công phá hủy Dominion. Sau đó cô gái ấy đã triệu hồi thêm 6 người máy Dominion nữa, tình hình khiến cho Maki cảm nhận được sự nguy hiểm. Lúc này đội trưởng Obi cùng mọi người khác trong đội 8 đã đến. Tên Kuruno đã nhắm tới Sir Iris và Tamaki, hai người con gái là kẻ yếu nhất. Đối với hắn ta, kẻ yếu luôn là mục tiêu vì có thể giảm thiểu khả năng bị thương. Trên tòa nhà gần đó, trụ cột thứ 5 Inska đã cùng họ Bạch Y xuất hiện bằng giác quan nhạy bén. Cô đã tìm ra vị trí của trụ cột thứ 6, cậu bé Natoku. Các trụ cột khi mà gia nhập hội Bạch Y sẽ được một người bảo hộ theo sau. Charon là bảo hộ cho Homea nhưng mà đã bị cô ta đuổi đi. Người bảo hộ của Inska là Ritsu, cô gái tóc xanh với năng lực chết chóc này. Sau đó Charon đã lao xuống, Kuruno dùng chiêu thức tấn công liên tục nhưng không hề gây được sát thương đến tên mình đồng da sắt này. Hắn ta dùng một đòn chưởng lửa lên Kuruno khiến cậu ngã văng ra. Hội Bạch Y nhanh chóng bắt lấy trụ cột thứ 6 Natoku. Homea cũng đã xuất hiện dùng xung điện tiêu diệt hết tất cả người máy Dominion của Hajima. Vulcan đã vội chạy đi báo cho Arthur vì chỉ có cậu ấy mới xử được mụ vương miện này thôi. Cô gái phía Hajima nổi điên lên, ngay lập tức triệu hồi một siêu người máy Dominion được trang bị dao kiếm khắp người. Tập 16. Siêu robot tấn công thẳng vào Homea. Maki nhận ra rằng cô nên hợp tác cùng Hajima bảo vệ người mang ngọn lửa Aurora. Bằng sức mạnh của cơ bắp, cô đã lao đến tấn công vào cung thủ Aro, phó chỉ huy của hội Paddy. Do đối thủ đã tiếp cận quá gần khiến cho Aro không thể sử dụng cung tên của mình và bị đo ván ngay sau đó. Homea tỏ ra tức giận với người bảo hộ này. Aro được người truyền giáo cử đi theo bảo hộ cho Su. Những sự sắp xếp người bảo hộ này dựa trên năng lực bổ trợ cho nhau, nhưng mà ông này bị bà Homea lôi đi nên là đã thất thế không thể bảo vệ trụ cột này. Charon mới thực sự là người bảo hộ của bà. Ngay lập tức cô đã trừng phạt Aro vì không làm tròn bổn phận. Phía bên này, Charon đang liên tục tấn công vào đội cứu hỏa. Cha nội Kuruno mắt rắn thì cứ nhắm vào hai cô gái yếu đuối giết cho bằng được. Arthur đã đứng ra ngăn cản điều đó xảy ra, sinh ra được lệnh cứu Natoku khỏi hội Bati. Đánh đấm một hồi thấy Arthur khó xơi quá nên là Kuruno đã chuyển mục tiêu sang những tên lính quèn đang bắt giữ Natoku. Đòn nhân thực được triển khai tạo ra một luồng khói đen thiêu chết kẻ địch từ bên trong cơ thể. Lúc này một cuộc tranh giành trụ cột thứ 6 diễn ra vô cùng sôi động. Kẻ tung người hứng trả ai nhường ai, kết quả làm cho Natoku như một quả bóng chuyền đi từ người này sang người khác. Ritsu nhận thấy thời cơ của mình đã đến, cô triệu hồi một hỏa nhân từ bọ hỏa, sau đó sử dụng kỹ năng tử hỏa. Các xác chết trước đó được cô điều khiển hợp thể với hỏa nhân gốc tạo ra một hỏa nhân khổng lồ. Tên hỏa nhân này lập tức tung xúc tu ra tóm lấy trụ cột thứ 6 làm nguồn năng lượng chính cho bản thân. Kuruno nhận được một cuộc gọi từ chủ tịch Hajima. Vì làm công ăn lương nên anh phải nghe theo hợp tác cùng đội 8 để đưa Natoku về an toàn.
Homura đã dùng xung điện điều khiển tâm trí của cậu bé Natoku. Kẻ điên trong đầu cậu bé khích lệ cậu hãy mạnh hơn nữa. Ngay lúc này, cậu bé phát sinh ra ảo giác và không thể tự chủ cảm xúc của mình. Một vụ tấn công với quy mô hạt nhân được diễn ra vô số tia bức xạ quét xuống mọi người có mặt. Vulcan qua thiết bị của mình, cậu đã phát hiện ra lượng bức xạ tăng cao một cách đột ngột. Những người không có năng lực hóa thần cần được sơ tán ngay lập tức vì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Arthur cũng đã xuất hiện trên hộp diêm của Vulcan. Cậu sẽ dùng kiếm Excalibur với năng lượng plasma ngăn chặn tĩnh điện của Homer. Trong lúc Shinra bất cẩn ngã xuống suýt mất mạng thì đột nhiên Charon đã lao đến kịp lúc hấp thụ đòn tấn công ấy. Bản năng của anh ta là người bảo hộ, vì thế những người mang ngọn lửa Aura đều sẽ được bảo vệ. Dù gì Shinra cũng là trụ cột thứ tư nên rất quan trọng. Trên hộp diêm, ông nội Arthur này nghe nói là sẽ được đưa đến một nơi để trở thành một kỵ sĩ huyền thoại, liền khoái chạy nước miếng, và nơi đó chính là đỉnh của hộp diêm. Cậu cho rằng Vulcan lừa cậu như lần cưỡi con lừa ngớ ngẩn. Sau khi nghe câu chuyện về một kỵ sĩ huyền thoại nào đó đã từng cắm kiếm vào tảng đá khiến cho Arthur hứng thú, thật ra đây chính là máy quích đại plasma được Vulcan chế tạo ra để đối đầu với Homer. Khi Arthur sử dụng Excalibur cắm vào sẽ lan tỏa gây nhiễu sóng điện từ trong khu vực. Ngay lập tức một vòng xung điện từ được khuếch đại ra bao phủ Hazuma. Homer lúc này phát điên lên vì đòn tấn công đã bị chặn. Cô liền phi thân đi tìm Arthur tính sổ như một Spider-Girl thực thụ. Cô ta đã phát hiện ra địa điểm phát xung điện của Arthur. Vulcan liền lao lên xe bỏ chạy khỏi đó. Tập 17. Shinra tiếp tục năng lượng để tấn công thẳng vào tên hỏa nhân, nhưng lớp da cứng như đá làm cho đòn tấn công của cậu yếu thế. Mức phóng xạ liên tục tăng cao khiến tình thế ngày càng trở nên nguy hiểm. Dựa vào liên kết Aurora, Shinra biết được rằng là cậu bé luôn đặt kỳ vọng vào bản thân mình. Nhưng khi cậu thất bại, một điều gì đó khiến cho Natoku cảm thấy vô cùng tệ hại. Lúc này cậu bé ngày càng mất kiểm soát hơn nữa. Cậu nhất định sẽ bùng nổ sức mạnh và phá hủy toàn thành phố này. Một nguồn năng lượng cực lớn với mức phóng xạ vô cùng cao được triệu hồi từ Natoku. Iska nhận trước được vụ nổ kinh hoàng này có thể xóa sổ mọi thứ trong bán kính 500 km. Sự việc ngay bây giờ vô cùng nguy hiểm, bỏ chạy không phải là lựa chọn tốt nhất. Mọi người đều tuyệt vọng vì đây có thể chính là giây phút cuối cùng của họ. Shinra cũng rất cố gắng nhưng không thể làm gì hơn. Quả bom hạt nhân từ Natoku được kích nổ, một nguồn hỏa lực khổng lồ lan rộng. Charon đã liều tính mạng bản thân và hấp thụ tất cả năng lượng này. Sứ mệnh của một người bảo hộ các trụ cột khiến cho anh ta quên đi bản thân mình. Ngay cả lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh vẫn luôn nghĩ về Homer. Phút cuối cùng, toàn bộ năng lượng ấy đã được Charon bắn thẳng lên bầu trời. Một vụ nổ to lớn xảy ra khi mà chúng chạm vào mặt trăng. Do cơ thể đã hấp thụ một nguồn năng lượng to lớn quá giới hạn khiến cho anh da đen này không thể cử động trong một thời gian. Kurono tháo băng ra khỏi cánh tay của mình. Chỉ với một nhát chém ngọt như sắt, anh đã lấy đi cánh tay của tên hỏa nhân khổng lồ. Nhát chém tiếp theo cắt lìa thân thể của hắn. Trong lúc này, những kỳ vọng của mẹ cậu luôn đè nén trong tâm trí đã vỡ ra. Tiếp tục là nhát chém cắt nhỏ từng phần cơ thể của hỏa nhân và đã cứu được cậu bé ra khỏi cơ thể to lớn ấy. Kurono cho rằng cậu bé không nên mạnh hơn nữa vì Natoku chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu bé cảm thấy có người không đặt kỳ vọng vào cậu. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực tan vỡ, một lời cảm ơn chân thành từ Natoku dành cho anh ta. Hobarty đã nhanh chân chạy thoát khỏi nơi này. Cuối cùng, thông qua đàm phán với chủ tịch Hazuma, đội 8 đã biết rõ sự thật về ngọn lửa Adola từ một con người để tạo năng lượng cho Amaterasu. Vulcan cho rằng cậu sẽ tạo ra một máy phát điện mạnh hơn Amaterasu và không dùng đến sự hy sinh của bất kỳ ai. Điều này đã được chủ tịch Hazuma tán thành, ông sẽ tài trợ tất cả mọi thứ cho đội 8, nhưng tất cả lợi nhuận tập đoàn ông ta sẽ giữ lấy. Sau cùng, nghi ngờ về việc Hazuma liên kết với nguyên trường giáo đã được bác bỏ, Natoku vẫn sẽ được chăm sóc tại phòng thí nghiệm cùng với Kurono. Với cậu bé, anh ta là một người không đòi hỏi gì cả, cứ mong cậu bé luôn yếu đuối để anh ta ăn hiếp. Tập 18. Sau vụ đại chiến ở Hazuma, đội 8 lại quay về như bình thường. Việc điều tra ngày càng mang lại nhiều manh mối. Đội trưởng Obi nhờ Shinra mang vác các vũ khí đến nhà thờ trung tâm để sơ ý có thể làm lễ rửa tội. Shinra đã vô tình gặp được trung úy Lee của đội 1. Anh ta cho rằng niềm tin vào đền Thánh Sol có dính líu đến người truyền giáo đã được lan rộng. Con người một khi mất đi niềm tin, họ cũng dần mất đi sức mạnh. Niềm tin mãnh liệt vào một thứ gì đó khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Shinra chợt nghĩ về lý do khiến đội 7 trở nên vô cùng mạnh mẽ, đó chính là lòng tin vào đồng đội của mình mặc dù họ không tin vào Thánh Sol. Cuộc trò chuyện bất ngờ kết thúc khi mà Sir Eric có mặt. Sir muốn dắt cậu ghé qua thăm ngôi mộ của các Sir lúc trước cùng tu viện. Cô đã nhận ra Hibana cũng đã từng đến thăm trước đó vì mỗi lần cô ấy đến thì sẽ có rất nhiều hoa trên mộ. Trong khi Sir Eric cầu nguyện thì bất ngờ một tiếng thét vang lên. Linh mục của tu viện, người luôn đọc kinh thánh mỗi ngày đã biến thành hỏa nhân. Điều này khiến Sir vô cùng đau khổ. Sinh ra đã dùng năng lực hỏa thần của mình lao đến giải thoát cho vị linh mục xấu số này. Cô gái khóc nức lên vì thương tiếc, cô ấy cho rằng việc cầu nguyện thánh thần mang lại điều gì cơ chứ. Sir Eric lúc này cho rằng việc người truyền giáo lập ra đền Thánh Sol sẽ khiến cho tất cả mọi người đều tôn thờ người truyền giáo. Shinra khi gặp được người truyền giáo qua liên kết Aurora, cô ta đã đứng gần nhất với khái niệm thần thánh, nhưng cô ta lại tìm cách đưa con người vào chỗ chết. Cậu cho rằng Sir hãy cứ tin vào đức tin của mình, như một bông hoa hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời vậy. Điều này khiến cho Sir Eric cảm thấy trở nên lạc quan hơn. Lúc này bên phía họ Party một lần nữa đã triệu hồi đồ tể Azoth, ngọn lửa khát máu. Vốn dĩ lần trước ở Netherworld cậu ta đã quét sạch toàn bộ đội 8.
Cũng vì sự xuất hiện của cô gái Tamaki ngây thơ trong sáng nhưng cho chẽn không ai bằng, nghĩ đến thôi mà anh đã cay. Hoshio đã quyết tâm ngày đêm luyện tập đến chảy máu mắt, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm để chống lại cô gái mặt dày đó. Tất cả các thể loại từ chuyện, sách, báo, phim và đã đạt đến cảnh giới mẫn cảm với đàn bà rồi. Cô hãy chờ đó, cô mắm Tamaki là lời nhắn gửi của đồ tể khát máu. Tamaki đã nhận được thư khiêu chiến của Hoshio, nội dung là tôi đợi cô ở bãi đất trống gần khu Sala quận 2 nhé. Trời ơi, như khiêu chiến như thơ tình vậy cho nội. Cô gái ngây thơ cũng đã đến địa điểm, Hoshio liền tung hết hỏa lực tấn công nhưng mà Tamaki đã dùng chiêu ngực tấn công mong phòng thủ hạ gục hắn trong một đấu nhạc. Thực tế nó khác xa nhé anh gì đó ơi. Lần hai anh ta quyết định tới hộp đêm để luyện tập thực tế. Lần này anh tin chắc là có thể tránh khỏi sự chơi chẽn của cô gái. Nhưng mà anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nét ngây thơ ấy đã hạ gục Assert lần nữa trong nửa nốt nhạc. Lần cuối cùng dốc hết tất cả kỹ năng về phụ nữ, tốc độ mắt trở nên trạng thái vô thần. Chỉ một ngón tay để có thể chặn mũi tên từ Aro. Anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ và sẵn sàng chiến đấu. Lần này anh rất vui vì có thể chiến đấu với đối thủ mình thích, cảm giác thật tuyệt vời. 89. Nhiều năm về trước, Maki từng cãi lại bố mình là ông Oza, tướng lĩnh của sở chiến dịch quân sự thống nhất, một người luôn hầm hố đến đáng sợ. Vì cô sẽ rút khỏi quân sự để tham gia vào biệt đội của Hỏa 8, đã xa gia đình một thời gian dài nên là cô được về nhà thăm gia đình. Ông anh trai của cô là anh Takigi Oza, trung úy đội điều tra tội phạm. Anh nói với em gái về việc Maki từng vào Netherworld, hiện tại anh ta đã cũng đang nhận một nhiệm vụ điều tra nơi đó. Các vụ mất tích liên tục diễn ra, các mùi lạ được trình báo phát ra từ đó. Sáng hôm sau, anh đồng nghiệp cũng đã có mặt tại Netherworld sau khi nghe Takiki nói rằng em gái của mình đã từng đến nơi này. Sau đó, cô bé không bao giờ dám đặt chân đến nữa, khiến cho anh bạn đi cùng vô cùng lo lắng. Các lối vào như là một mê cung khiến họ hoang mang hơn. Một dấu vết được phát hiện dẫn đến phòng thiết bị. Ngay lập tức họ phát hiện được một manh mối quan trọng, tất cả thí nghiệm về bọn hóa nhân được tìm thấy. Sự việc này ngay cả bên phía quân đội hiện tại vẫn chưa điều tra được gì. Họ lần theo một người trong hội bạch y phát hiện ra một hóa nhân, dù vẫn còn nguyên cốt lõi nhưng đã chết từ bao giờ. Bỗng nhiên, tên trong hộp bạch y đeo bom trên người kích nổ khiến họ rơi vào tình trạng nguy kịch. Takiki đã được đưa đến bệnh viện Thánh Sôn ngay là sau đó, các vết thương cực kỳ nghiêm trọng nhưng mà vẫn giữ được mạng sống. Điều này cho thấy là hộp bạch y sẵn sàng đánh bom liều chết để xóa các chứng cứ. Anh rất lo lắng cho cô em gái Maki của mình. Sau sự việc này, tướng quân Danro quyết tâm tham gia vào vụ điều tra. Quân đội bảo vệ đế chế cho đến tận bây giờ vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về người truyền giáo. Ông lập tức triệu hồi ông Honda, đội trưởng biệt đội cứu hỏa 2 để giao việc điều tra Netherworld. Quân đội gửi đến một bức thư kêu gọi hỗ trợ từ đội 8, nội dung được cho rằng là họ sẽ hỗ trợ đội 2 điều tra về Nerua. Kèm theo đó là lệnh rút con gái của tướng quân Makioze về lại quân đội. Trung úy Hirawa cũng đưa ra quyết định đưa cô về lại quân đội. Với đặc quyền của cô công chúa nhà tướng lĩnh, Maki đã quay về với cuộc sống nhàm chán có thể gọi là việc nhẹ lương cao, y như mấy thằng viết kịch bản cho AL vậy nè. Quay lại với diễn biến tiếp theo, đội 8 đến đội 2 để hợp tác, cả bọn đều há hốc mồm khi mà thấy đội trưởng Honda luyện tập treo đầu lên trần nhà. Chưa dứt câu thì lại cắm đầu xuống nền nhà. Trời, không biết nó có làm nên tích sự gì hay không mà sao tôi thấy lo quá. Một cuộc họp chiến thuật được Victor triển khai. Họ sẽ cần tổng hợp một cuộc điều tra với quy mô lớn bao phủ khắp Nerua. Vì nếu điều tra riêng lẻ, chúng sẽ thủ tiêu mọi vật chứng. Đội trưởng Thiết Đầu Công đã ra lệnh một cuộc tổng điều tra được triển khai. Anobi cũng nhấn mạnh với mọi người trong lần này, Maki sẽ không tham dự nên mọi người hãy hết sức cẩn trọng. Tập 20. Một đoàn hộp diêm gồm 10 chiếc của biệt đội cứu hỏa được điều động từ đội 2 đến thẳng Nerua. Các thành viên đội 8 do đã từng tới nơi này trước đây nên là lần này họ sẽ chia ra theo các đội nhỏ của biệt đội 2. Anh Takiki dù cho đang bị thương trước đó nhưng anh vẫn muốn điều tra vụ này. Anh sẽ quan sát nhiệm vụ thực chiến của đội 8 nơi mà em gái anh từng phục vụ. Đúng giờ hành động, tất cả các chiến sĩ cứu hỏa lập tức ập vào Nerua. Noro rất vui vẻ khi được đi cùng Rust Tamaki của cậu. Trung đội trưởng Amon Hajiki thuộc đội 2 tới chào hỏi cô ấy, nhưng dường như kiểu chào hỏi của anh hơi bị biến thái một chút. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên dữ dội khiến rất nhiều người thương vong. Một số lớn hỏa nhân còn sót lại từ đại thảm họa vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Chúng tiến đến tấn công biệt đội cứu hỏa. Ritsu cũng đã tham chiến cùng hội kỵ sĩ khói tím, bốn tướng lĩnh tài năng của người truyền giáo. Vô số người lính cứu hỏa đã anh dũng hy sinh trong trận chiến ác liệt này. Các hỏa nhân đã lao vào họ và phát nổ. Với bao nhiêu hoài bão và người thân đang mong chờ họ, họ sẽ không thể quay về nữa. Các xác chết đã hy sinh được Ritsu dùng năng lực điều khiển tấn công ngược lại mọi người. Các hỏa nhân chúng đu bám trên người của Noro được Hazuki bắn gục tất cả. Nói thiệt chứ, cái cơ thể ông này không hiểu là cấu tạo từ cái gì luôn á. Bằng kỹ năng bắn súng thượng thừa của mình, anh ta đã tiêu diệt hầu hết các hỏa nhân trong nháy mắt. Sở hữu một đôi mắt như là một kính nhiệt có thể chuẩn xác các chuyển động, được bình chọn là lính cứu hỏa không có năng lực hỏa thần giỏi nhất. Trong cuộc thi tân binh của đội cứu hỏa, anh đã đưa một mình đi đến vạch đích. Do đó, anh có thể nhìn xuyên qua các lớp áo của Noro để bắn cho cậu không bị thương. Trên đường đi đến các đồng đội khác, một tên trong họ kỵ sĩ có tím đã xuất hiện. Với một đòn tấn công trong nháy mắt, đầu anh trung đội trưởng Hazuki đã lìa cổ. Ả ta là Orochi, kẻ xé xác kẻ thù.
Noro rất hoảng sợ trước sự việc vừa qua. Trong phút giây cận kề cái chết, Tamaki biết rằng người đối đầu là một sát thủ cực kỳ mạnh mẽ. Đôi mắt nhạy bén của anh Hazuki còn không thể né được đòn tấn công này. Lần này sẽ là một trận chiến lành ít dữ nhiều. Hỏa rô của ả ta tấn công liên tục vào người của cô, các đòn tấn công vô cùng đau đớn in lên da thịt. Một nhát đâm từ chiếc rô đó có thể thiêu cháy nội tạng của cô trong phút chốc. Trong vô vọng, Tamaki đã yếu ớt gọi tên Shinra vì cậu luôn xuất hiện đến giúp cô mọi lúc. Nhưng lần này người giúp cô chính là Noro. Cho dù trước đây cậu vô cùng nhát gan và sợ lửa, việc khiến cậu to lớn như vậy là mặc rất nhiều lớp áo để che đi sự yếu đuối. Cuối cùng, để bảo vệ cho người con gái cậu yêu thương đã khiến cậu trở nên dũng mãnh. Hỏa lực tạo ra hai nòng súng, 6 nòng tấn công. Một loạt đạn được xả vào người của Ata, nhưng chỉ với chiếc roi lửa khi là điều khiển xoay vòng đã chặn hết tất cả đòn tấn công từ cậu. Tiếp theo, Ata sử dụng roi Medusa phóng thẳng về phía Noro khiến cậu mất đi hai cánh tay và một cú đấm trực diện đã lấy máu từ thân thể của cậu. Liên tục trở về hình dạng ban đầu, Noro ngày càng quyết liệt hơn. Một hỏa tiễn cỡ lớn đâm từ trên xuống nhưng mà cậu đã bị Ata phản đòn. Nội tạng của cậu bắt đầu rỉ máu liên tục, chân tay đầu của cậu liên tục mọc ra, một hỏa tiễn cực lớn được triệu hồi, đôi tay liên tục bị chém đứt. Đến cuối cùng, cánh tay thật sự không còn lớp nào bảo hộ nữa. Quả bom được cắm thẳng vào mặt của Orochi, chế độ hành quyết đã được thực hiện thành công. Một vụ nổ cực lớn thổi bay xác Ata ra trăm mảnh. Tập 21. Sau trận chiến khốc liệt vừa rồi, Noro đã mất đi chân trái của mình, tay của cậu đã không thể giữ được nữa, tình trạng hết sức nguy hiểm. Các hỏa nhân cũng đang tiến về phía bọn họ, Tamaki cũng bộc phát năng lượng của mình sẵn sàng chiến đấu. Cô thề rằng sẽ đưa được cậu ấy lên lại mặt đất an toàn. Anh trai của Maki cũng rất phẫn nộ khi quy mô trận chiến em gái mình từng trải qua lại khốc liệt như thế này. Anh đã trách mắng trung úy Hinawa do trước đó anh ta đã chiêu mộ Maki. Tình thế ngày một trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tên tướng lĩnh tiếp theo trong hội kỵ sĩ tím đã xuất hiện. Hắn ta là Iro, một người với thân hình vạm vỡ sở hữu da thịt cứng như thép. Những khẩu súng đã bị vô hiệu hóa chúng như là vết mũi đốt vô inox vậy. Sinh ra trong lúc đội của cậu đã bị giết toàn bộ, cậu đã nhận biết sự xuất hiện của Giovanni. Đòn tấn công siêu tốc của cậu đã được hắn ta đoán trước. Cơ thể của hắn đã được tiến hóa qua các thí nghiệm, các chân bọ được cấy thẳng vào cơ thể. Những người lính cứu hỏa chạy đến dùng súng tấn công, nhưng đôi mắt linh hoạt có thể nhận thấy sự chuyển động rất nhỏ giúp hắn né toàn bộ và trả đòn. Những lông tơ từ bướm khiến hắn nhận biết được suy nghĩ và tâm lý của đối thủ. Qua các thí nghiệm với bọ đến từ địa ngục Alola, hắn ta đã tương thích với chúng. Vô số chân bọ được xuất hiện sau lớp áo, Giovanni đã liên tiếp lao đến khi cho Shinra khó khăn mà phòng thủ. Arthur cũng đã xuất hiện kịp thời tiếp viện. Bên phía Aron, hắn đã dùng cơ thể cứng như thép áp đảo đội cứu hỏa. Thân thể cứng chắc giúp hắn dễ dàng phá hủy một trụ bê tông to lớn. Bằng cách tự nung nóng bản thân sau đó làm lạnh đột ngột sẽ khiến cho cơ thể vô cùng cứng chắc. Quá trình tương tự như tôi thép. Trung úy Hinawa cho rằng cơ thể có chắc chắn đến cỡ nào thì các khớp cũng phải lỏng lẻo mới có thể di chuyển linh hoạt được. Trong lúc anh Takiki dùng năng lực của mình chặn các đòn tấn công từ những ngọn lửa nóng bỏng, anh Hinawa đã bắn hàng loạt đòn nảy kiểm soát vào các khớp của Aron. Một thân hình to lớn đã sụp đổ ngay trước mắt. Tamaki cũng đang đuối sức khi chống chọi giải thoát cho các hỏa nhân. Lúc này hai tên trong họ kỵ sĩ khối tím xuất hiện, vô số đòn lửa từ hắn lao đến gây sát thương lên người của cô bé. Lúc hắn ta chuẩn bị đoạt mạng cô gái đáng yêu này thì một cái đầu chọc lao đến tống hắn văng ra. Đội trưởng đội 2 và đội 8 xuất hiện. Hắn ta đã khinh thường trước một người không hề có năng lực như là Obi, nhưng để có thể làm đội trưởng biệt đội của hỏa, anh đã chăm chỉ tập luyện rất nhiều. Chỉ với một đấm, anh lao thẳng đến bỏ qua ngọn lửa đòn tấn công đã kết liễu hắn ta. Tên còn lại thấy đồng đội đã chết cũng xông lên, nhưng mà ông Honda đã dùng thiết đầu công tông hắn dính dách. Victor cũng đã chạy đến sau khi đội của anh đều đã thiệt mạng. Anh đã phát hiện ra các nguồn nhiệt từ các hỏa nhân vô cùng đều. Nitsu đã cố tình sắp xếp các hỏa nhân, cô sẽ dùng tử hỏa của mình kích nổ khắp Narua. Cả đế chế Tokyo sẽ hoàn toàn sụp đổ. Tập 22. Shinra đã tung hàng loạt cú đá vào tên Giovanni, nhưng có vẻ cơ thể mới này khiến hắn trở nên mạnh hơn. Trong lúc di chuyển, hắn đã suýt dính đòn tia chớp tím của Arthur. Do các lông tơ đã đọc được Feral One của đối thủ khiến hắn dễ dàng tránh được, các khí ga nhiệt cao của hắn được phun ra khắp nơi khiến hai tân binh của đội 8 hoảng loạn. Trong trận chiến, hắn đã nói cho Shinra nghe về âm mưu của người truyền giáo. Mục đích của người truyền giáo tạo ra đế chế Tokyo, đền Thánh Sô hay là Amaterasu đều nằm trong sự sắp xếp, và Su lúc này đã trở thành một búp bê vô hồn của Homer. Điều này khiến cậu tức điên lên, năng lực bộc phá khiến Shinra nhanh đến giới hạn cực đại. Cậu biến mất trong không gian, sau đó tung một đòn cực nhanh khiến hắn không kịp trở tay. Hắn trở nên rất vui khi mà Shinra nói cho hắn biết về lần kết nối Alola. Hắn đã tới gần hơn với Alola qua các thí nghiệm từ bọ. Và liên kết Alola chỉ xảy ra với những người có ngọn lửa Alola trong người. Điều này khiến cho Shinra nhớ về hai lần kết nối với hắn trước đây. Và một lần cậu đã kết nối với trung úy Konroki ở đội 7. Victor cũng đã tìm hiểu ra việc cố tình sắp xếp các hỏa nhân ở Narua, mục đích của chúng sẽ tạo ra vụ nổ lõm. Loại này thường được dùng để phá hủy vụ nổ sẽ tấn công thẳng vào tâm điểm, sau đó phá hủy tất cả những thứ ngăn được chúng. Với lượng hỏa nhân đứng thành một hàng, vụ nổ sẽ phá hủy toàn bộ đế chế Tokyo. Họ sẽ cần một hỏa thần thế hệ thứ hai có thể kiểm soát lửa trên diện rộng, chính là Maki. Nhiệt lượng ngày càng tăng dần đến mức cực kỳ nguy hiểm. Ritsu cũng đã cho phát nổ vụ nổ đầu tiên. Các ngọn lửa như là lan ra khắp hệ thống tàu điện ngầm của Narua.
Maki đã dùng hết sức của mình kiểm soát ngọn lửa đưa về tầng thấp nhất. Hai anh em nhà Ozai đã hợp sức cùng nhau đưa ngọn lửa về nơi sâu nhất Nerua, lợi dụng việc tản nhiệt từ mặt đất làm suy yếu chúng. Giovanni cũng đã nhận ra rằng kế hoạch của Rizzo đã được ngăn chặn. Shinra lúc này rất tâm đắc về khả năng làm việc nhóm của đội 8 phải gọi là đỉnh khô. Nhưng mà vừa dứt câu, cha nội Arthur đã tấn công lấy đầu của Giovanni. Bằng kỹ năng vô ngã niết bàn của mình, cậu ta đã đắc đạo khiến cho Giovanni không thể đọc suy nghĩ được. Cả hai tưởng chừng như đã hạ được hắn, lập tức vô số bọ bay ra khỏi cơ thể hắn và chạy mất. 10 hộp diêm tham gia vào trận chiến tại thế giới ngầm Nerua, hiện tại chỉ còn có vài người. Maki chân thành xin chung ý Hinawa để gia nhập lại vào đội 8. Anh cũng dành một lời khen sau sự cống hiến hôm nay của cô. Noro dù đã mất tay và chân trái, bỗng nặng toàn thân nhưng ý chí kiên cường đã giúp cậu ấy giữ được mạng sống của mình. Ba mẹ của Maki cũng đã thừa nhận việc cô con gái đáng yêu ngày nào gia nhập vào đội cứu hỏa. Maki cũng đã lập được một chiến công cứu thoát cả đế chế Tokyo. Cô ấy đã được thăng chức lên bậc trung đội trưởng đội 8, nhưng mà không có trung đội nào hết nên là chức danh này chỉ là tượng trưng mà thôi. Tập 23. Shinra kể báo cáo với đội trưởng của mình về việc cậu có liên kết Aula với Giovanni và Konro của đội 7. Công chúa Hibana sẽ theo chân cậu đến đội 7 gặp Konro vì cô nghi ngờ anh ta dính líu đến người truyền giáo. Vô tình hai người họ đã gặp kẻ bên hội Bạch Y đang trò chuyện cùng Konro. Dù có thể mắc chứng tự thiêu do lần tự diệt hỏa quỷ trước đây, nhưng mà chỉ với một nhát chém anh đã thành công lấy mạng kẻ địch. Shinra kể về liên kết Aula của cậu cho anh ta biết. Konro cũng thú nhận rằng từ 2 năm trước khi chiến đấu với hỏa quỷ, hắn đã chiến đấu như là một bản sao chép của anh. Một vết thương từ sừng của hắn ta cứa thẳng vào mặt khiến máu chảy ra, vai của anh cũng vì vậy mà phát hỏa cho đến bây giờ. Đòn chăn máu anh sử dụng tấn công tiêu diệt hỏa quỷ trong nháy mắt, sau đó anh đã rơi vào liên kết Aula từ đó. Hibana đã biết chính xác về hiện tượng song trùng, ở đâu đó trên thế giới sẽ có một người y hệt bản thân. Họ cũng đã quay về gặp đội trưởng Simon đội 7, anh ta đã thử tấn công Shinra nhưng hiện tại cậu đã tiến bộ rất nhiều và có thể cảm nhận từ hơi thở để né đòn. Simon sẽ luyện tập cho Shinra một bài tập về sức mạnh kích động. Cậu sẽ vượt qua giới hạn của bản thân để giải phóng sức mạnh tiềm ẩn. Sáng hôm sau, Shinra, Arthur và Tamaki cũng đã có mặt. Sau khi biết lý do cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ đồng đội của Tamaki, đội trưởng Simon đã đồng ý. Hina và Hika sẽ cùng luyện tập với cô. Trong một cuộc đuổi bắt, hai đứa trẻ sẽ truy đuổi Tamaki trong 60 giây. Nếu thoát được sẽ hoàn thành bài tập. Bả thì tưởng đang trông hai đứa nhỏ nên là cố tình chạy chậm vì sợ chúng khóc. Ai mà dè nó phóng một cái tới cái bên cầu đội giết bả nữa. Lần hai dù đã cố hết sức chạy nhưng mà trong 5 giây cô đã bị thua tiếp tục. Shinra cùng với Arthur cũng đã bắt đầu bài tập. Đầu tiên họ phải được hong trên lưỡi như là heo quay trong một ngày. Cả hai đã réo khóc sùm khi mới tập luyện. Tiếp theo, Tamaki đã dùng năng lực hỏa thần biến thân thành hỏa miêu lao nhanh hết cỡ nhưng mà vẫn bị tóm, lần này chỉ trong 3 giây. Cô tiếp tục tung hết sức của bản thân để chạy. Quá khứ từ lần mông cô ấy phát ra lửa đã khiến cô tăng thêm sức mạnh. Các thành viên trong đội 8 cũng là một niềm động lực to lớn của Tamaki. Hai cô bé cũng đã sử dụng năng lực hỏa thần thành một đôi hỏa hồ ly. Nhưng mà Tamaki đã lao nhanh hơn bao giờ hết trong 30 giây cuối cùng. Cô liên tục bay nhảy trên mọi địa hình một cách dễ dàng. Đôi hỏa hồ ly cũng đã nhận ra đã quá 45 giây. Chúng dùng hết tốc lực để truy đuổi. Trong 10 giây cuối cùng cô đã quyết định không chống chạy mà trực diện đối đầu. Hina và Hika đã hợp thể thành đại hồ ly. Một con cáo lửa cực lớn xuất hiện. Tamaki dùng cầu lửa Nekomata tấn công thẳng vào mục tiêu, thành công tách đôi họ ra. Simon nhận ra cô đã lột được vỏ bọc của bản thân để chứng minh sức mạnh của mình, mà lột đồ thì hơi sai sai ở nhà bà. Shinra và Arthur đã bị nướng đến gần tối, miệng họ liên tục gào khóc. Trời ơi, sao qua đây tập luyện mà thành heo quay thế này? Tập 24. Đúng là đội trưởng Simon đã quên đi thật, anh đã tắm một cách vô cùng thư thái. Bài tập thứ hai, Shinra cùng Arthur được cột vào xe kéo lôi đi khắp thành phố. Simon cho rằng việc này là cần thiết để luyện tập sức mạnh kích động của biển lửa. Hiện tại, đội trưởng Obi của đội 8 đã thuần thục được kỹ năng này. Anh có thể được xem là một Hikashi thực thụ. Tiếp theo, hai chàng tướng binh của 8 được nhúng ngược đầu vào trong chậu nước. Shinra tức tối hỏi việc này có liên quan gì thì Simon trả lời là cái đó là phần tập luyện ngoài lễ mà. Không tập cũng không sao cả. Hai tên này chịu bao nhiêu khổ cực cho đến khi biết được sự thật. Họ lao đến liều mạng tấn công và phải giết bằng được cha nọn ngáo này. Simon lúc này dùng toàn lực tấn công vào Shinra và Arthur khiến họ bị thương nghiêm trọng. Anh cho rằng hai cậu nhóc này quá xem thường tính mạng của bản thân, đồng đội và những người thân của mình. Sức ép của cái chết sẽ được truyền đạt tiếp theo sau bài trước là hơi thở của sự sống. Cả ba người họ liên tục đánh nhau đến hơn 5 tiếng trôi qua. Cơ thể của Shinra bắt đầu quá nhiệt, không hấp thụ đủ oxy. Simon khẳng định lại một lần nữa với hai ngọ, bây giờ mới chính thức là bắt đầu buổi tập luyện. Có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu thì mới có thể luyện tập. Anh ta tiếp tục tấn công thẳng vào tay và mặt của họ. Shinra bắt đầu cảm thấy không thể thở được nữa. Ý thức của cậu mất dần đi, cơ thể cảm nhận được cậu đang đứng trên một biển lửa. Người thân của cậu bắt đầu xuất hiện trong đám cháy. Shinra đã cảm nhận được mạng sống rất quý giá, một khi mất đi sẽ mất tất cả. Ngay khi cơ hội có thể cứu người thân của mình quay trở lại, Shinra sẽ không muốn mất đi một lần nào nữa. Lúc này, sau khi sử dụng hết tất cả những gì bản thân có thể để chiến đấu, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cái chết nếu đầu hàng. Cơ chế mới xuất hiện là bản năng sinh tồn trong mỗi con người đã vực dậy. Sức ép của cái chết đã hồi sinh một ngọn lửa lam hỏa bùng cháy cực mạnh.
À, ai chưa biết Lam Hỏa thì gì thì có thể xem ở AL Anime nha. Công chúa Hibana nhận ra họ Bạch Y đang âm thầm truy sát những người từng mang vết sẹo của Adula. Horo đã được tìm đến đầu tiên. Những người có từng dính líu đến ngọn lửa địa ngục đều nằm trong tầm ngắm của người truyền giáo. Đội trưởng Hawa cũng đã từng có dấu thánh. Họ phải nhanh chân trước khi họ Bạch Y tìm đến ông ta. Ngay lúc này, một tên trong họ Bạch Y đã xuất hiện tại đội 4 với một bàn tay vàng trong làn ám sát. Hắn đã điều khiển dao đâm xuyên qua ngực đội trưởng Hawa, một kẻ hủy diệt với năng lực điều khiển mọi thứ trong không gian. Khi Trung úy Ban đến nơi thì đội trưởng Hawa đã chết trong tư thế treo người lên không trung. Vô số vật sắc nhọn đâm khắp cơ thể, Shinra cũng đã thấy được cái chết của ông ấy thông qua liên kết Aurora của mình. Shinra cùng Arthur đã thành công tỏa ra ngọn lửa mạnh nhất của bản thân. Simon đã chúc mừng hai người trẻ tuổi tài cao này. Cái chết của đội trưởng Hawa được công bố là do tự sát, nhưng tất cả biệt đội của Hỏa biết rằng ông ta đã bị giết bởi một cao thủ. Các trụ cột của người truyền giáo và các người bảo hộ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới. Biệt đội của Hỏa 8 khi mới bắt đầu chỉ hoạt động riêng lẻ bí mật, nhưng dường như đến hiện tại đồng minh ngày càng nhiều và sự giúp đỡ của Hajima về mọi thứ. Liệu họ có thể vạch trần âm mưu của người truyền giáo hay không? Tụi mình cũng không biết, tại vì chưa có thông tin rõ ràng về season tiếp theo. Nên là hãy cùng AL theo dõi những series khác nhé. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại những video lần sau. Bye bye. Hey, để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh chọn tất cả. Trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong. Vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.